top các sản phẩm mua nhiều nhất năm 2023. Đầu tiên là mặt nạ sinh học phục hồi của Emie. Trời ơi, 250 miếng một năm. Dùng gì mà dùng lắm thế? Vì tháng nào không laser thì cũng peel thức khuya, test sản phẩm mới, make up liên tục, da siêu đồng đành. Em này làm dịu rất tốt mà dùng được cả trên da mụn. Nhìn chất liệu biocellulose này, xịn cực kỳ, mát rượi. Bản mới dày dặn, đắp 30 phút chưa thấy khô luôn, ôm khít mà thân thiện với da. Ai da bị stress hay là xỉn màu thì dùng bản hồng có niacinamide và tranexamic acid nhỉ. Tiếp theo là miếng giá mụn, một năm chắc 12 hộp chứ không ít hơn. Ai bị mụn nội tiết sẽ hiểu nỗi khổ của việc mặt lên vài cái mụn thôi, nhưng mà viêm sưng đỏ đau nhức, rồi nhỡ mà có lấy mụn ra thì vết thương hở to đùng, rất dễ tái mụn. Dùng đủ các loại rồi nhưng mà ưng nhất là em acne tàng hình, rắn chắc mà có thêm 2% BHA để hỗ trợ trị mụn tốt, ngon bổ rẻ thì có thể tham khảo thêm Focalua bằng Invisible nha. Và tất nhiên là phải đi kèm với gel chấm mụn của nhà Emie by Happy Skin, tính sơ sơ chắc khoảng 5 tuyết một năm á. Dám mụn thì tùy cái tùy lúc, chứ đã có mụn thì cứ chấm lên mụn là yên tâm. Trung thành với bạn này hơn một năm nay vì hiệu quả tốt mà cực lành da, không lo kích ứng đỏ da hay là thâm sau mụn, tăng hình ở trên da luôn. Dùng tuyết nào tuyết đấy là cho cạn kiệt đây này. Tiếp theo là kem đánh răng Colgate O2 cũng suýt soát 10 tuyết một năm. Hai vợ chồng mình hiện đang trung thành với em này vì giúp duy trì độ trắng của răng, không lo xỉn màu mà không hề ê răng lại tạo bọt ổn, xịt miệng và kẹo ngậm mua hàng tuần luôn. Ôi ôi, nỗi lòng của tim nói nhiều và bị viêm amidan mãn tính. Kẹo dưa hấu thì thơm ngon nhưng mà để trị ho và đau họng thì cứ phải là em kẹo con tàu này nha. Cả nhà thử thêm mấy xịt họng mà có chứa mật ong manula hoặc là kẹo ong propolis xem, dùng lâu dài thấy họng khỏe và bớt các vấn đề về tai mũi họng hơn đó.